cực kỳ an toàn, nên là khi mà mình thâu tóc mà mình bứt ra hay gì đó thì hầu như là rất là khó, có thể là không thể luôn. Một cộng di truyền và nguyên khối AO750 bằng trắng được kỹ năng thiết kế và thực hiện từ họa tiết, kích thước và tùy độ bản dày của cộng di truyền cũng như là chiều dài của cộng di truyền đúng theo yêu cầu của một vị khách hàng ở Long An. Và sợi di truyền này có điểm đặc biệt trên họa tiết, đó chính là những chỗ tia khía này được kỹ năng lấy ý tưởng từ trên vành bezel của đồng hồ Rolex và đưa vào. Mặc dù cộng di truyền này không có một hột xoan kim cương nào cả, tất cả hoàn toàn là vàng nguyên khối AO750, nhưng với sự ánh bóng sáng từ vàng nguyên khối trắng này và họa tiết khía chảy tia này đã tạo nên một sự lấp lánh bất sáng vô cùng rực rỡ và lộng lẫy. Tuy đơn giản, tuy không quá hầm hố nhưng vô cùng tinh tế và sang trọng đẳng cấp thượng lưu. Bây giờ cái gì hướng đến càng đơn giản, càng thanh lịch, tỉ mỉ, tinh tế và đồ hoàn thiện cao cấp như thế này thì đó đều là sự sang trọng, đẳng cấp và thượng lưu. Thì cộng di truyền này, mẫu này khách hàng đặt tới mấy cộng lạnh? Cộng đầu tiên là khách hàng đặt cộng nhỏ, bạn thành viên nhỏ trong gia đình của anh ấy. Và cộng thứ hai, với thân hình vạm vỡ và đô con của anh ấy thì anh ấy đặt một cộng y chang như vậy nhưng mà bản to hơn, bản 9mm. Và cộng thứ ba này anh đặt tặng cho một người bạn với thân hình vừa vặn như kỳ lân, nên là đeo vào rất là gọn và đẹp. Thì tùy vào cái thân hình của từng vị khách hàng thì kỳ lân sẽ tư vấn để làm thực hiện những cộng dây chuyền mà đeo phù hợp nhất. Không phải một cộng dây chuyền to hầm hố là đẹp, không phải một cộng dây chuyền ngâu hoành tráng là đẹp, nhưng xu hướng và tiêu chí của Kylan Luxury là những gì đơn giản nhất mà sang trọng nhất, tinh tế nhất thì Kylan sẽ chọn và tư vấn đến với tất cả những vị khách hàng của Kylan. Bởi vì đa số những vị khách hàng của Kylan là yêu sự đơn giản, tinh tế và những vị khách này chuyên sử dụng những đồ cao cấp. Và bây giờ Kylan sẽ đo thử cái bản này cho quý khách xem là bản bao nhiêu mi. Bản của sợi dây chuyền này là 7.69mm. Cộng đầu tiên Kylan làm là tầm cỡ 6mm. Cộng thứ hai Kylan làm cho anh là 9mm, rất là to. Và cộng thứ ba này Kỳ Lăng đang làm cho anh là 7.69mm. Bây giờ Kỳ Lăng thử hình dung để ráp vào cổ của mình để cho quý khách hình dung là khi mà đeo lên thì sẽ như thế nào. Không phải là những cộng dây chuyền rỗng, to, hầm hố, mà đây là cộng dây chuyền sang trọng, thanh lịch, vô cùng tinh tế, bởi vì đây là vàng nguyên khối với công nghệ nén vàng không bọt, không xốp. Cộng dây chuyền này là vàng nguyên khối nên là rất là chắc. Và khi mà mình gài vào như thế này cực kỳ an toàn, bởi vì khi mình cài vào, cài chốt lại, còn một chút phụ bên hông để cài của cái chốt kia lại nữa là hai bước, nên là khi mà mình thâu tóc mà mình bứt ra hay gì đó thì hầu như là rất là khó và hầu như là có thể là không thể luôn. Bởi vì đây là vàng nguyên khối, Kỳ Lan nhấn mạnh là đây là vàng nguyên khối, sự kết hợp giữa từ cái độ bản to nhỏ, độ mỏng dày và chiều dài sợi dây và cái họa tiết từ khách hàng và Kỳ Lan để tạo ra được một sợi chuyền vô cùng đẹp. Khi mà những vị khách có tiền mua những sản phẩm có sẵn thì rất là đơn giản, nhưng mình có tiền và có thời gian để đầu tư vào một sản phẩm như ý để phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc, bởi vì tất cả chúng ta trong cuộc đời này đều sống và làm việc cũng đều có tính chất là sở thích và cảm xúc. Khi mình có sở thích rồi, mình phục vụ sở thích rồi, mình phục vụ cảm xúc của mình thì cái sự thăng hoa trong những thú chơi thú vị, khi Kỳ Lân được tư vấn và phục vụ những sở thích và cảm xúc cho tất cả quý khách thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc của Kỳ Lân. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về sợi dây chuyền này đến đây xin được kết thúc. Quý khách ơi, hãy đặt tất cả những sản phẩm theo sở thích của mình, những sản phẩm cá nhân hóa, những sản phẩm độc bản theo khách, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện những sản phẩm đó và hoàn thiện một cách tinh tế, tỉ mỉ theo tiêu chí Kỳ Lân Luxury. Một lần nữa Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo.